Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay là 30 Tết và mùng 1 Tết rồi. Tin Lao xin kính chúc tất cả các bạn có một ngày 30 mùng 1 thật là vui vẻ. Còn các bạn đừng quên các bạn đừng bỏ lỡ cái thông tin quan trọng khi mình quảng cáo shop này. Thứ nhất, shop mưa sương.vn sẽ có một siêu to khuyến mãi khi giảm tất cả các bạn 40% vào ngay mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết âm lịch. Và cái quan trọng thứ hai là mình sẽ có một chương trình lì xì cho 200 bạn đầu tiên khi mà đăng nhập vào shop mưa sương.vn thì các bạn sẽ được nhận 10.000 lì xì. Các bạn nghĩ là 10.000 thì rất là nhỏ nhưng các bạn nhầm rồi. Cái vòng quay 10.000 này thì nó sẽ rất là giá trị các bạn nhé. Đấy, ngoài các bạn quay được nick ra, các bạn sẽ được nổ hủ 1.4 triệu hoặc là mấy triệu đấy. Và các bạn đừng có chế những cái nick 10.000 nhá, hoặc quay đăng đó 10.000 này thì nó có thể sở hữu từ 10 đến 60 tưởng nhá. Thì sắp xỉ các bạn chỉ cần miễn phí, các bạn cũng thể là mua được rất là nhiều nick ngon, hoặc là quay đăng đó rất nhiều nick ngon thôi. Và các bạn đừng quên rằng các bạn vào thư mục ắc thông tin liên quan thông tin trạng này, các bạn sẽ có cơ hội được nhận mua những cái nick cực kỳ siêu rẻ và ngọc siêu ngon, nick siêu VIP các bạn nhá. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một trận đấu siêu phẩm khi mơ sướng cầm Nagarot và mảnh Blue cầm Murat thì trận đấu sẽ ra sao. Ok, let's go. Đừng quên tết vào shop bữa sáng nhập bé muốn nick các bạn nhé. Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết âm rồi. Chúc tất cả các bạn có một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Và ngày hôm nay thì một cái thử thách là mảnh Blue sẽ đi gọi là cầm xạ thủ theo Anat. Và là anh Cường ơi, em thấy anh đánh ná kiểu ABCDXY các thứ như vậy thì năm mới em muốn làm một đồ khó một chút là em sẽ fit hoặc là đánh một cái gì đấy để gánh nặng, để anh thử cầm một ná cái đó anh chơi như nào. Chứ em thấy người ta là anh đánh ná hay hot các thứ linh ta linh tinh, để em xem như nào anh có gánh được hay không. Thì mình cũng xin thưa rằng là mảnh một lếu ạ. Thực sự là em cứ thoải mái đi. Căn bản thì anh thì là cũng nói chung là top 1 lên vài lần rồi. Thì đặc biệt là từ nói chung thì tiếp tục 7-8 mua lên top 1 thôi. Rồi là ná cái rốt của anh đi chơi mấy chục nghìn trần đó, cho nên không sao đâu. Rồi cái pha này thì sẽ là ngồi không sẽ chắc chắn là sẽ ư thì là ma lơ vẫn chưa nằm xuống. Rồi cái pha này chắc chắn thì nằm xuống khi hồi chơi 1 và lướt 2 phát chết rồi. Ok baby. Ui, ui dồi máy quá, tưởng không chết các bạn ạ. Rồi anh ấy, ôi rồi rồi sắm rồi, hay quá. Rồi hiện tại mình đã một mạng mà tí mình đã chết 3 mạng rồi. Và đầu xuân năm mới thì Lao chúc lại thêm một lần nữa cho tất cả các bạn nào khán giả của kênh Liên Quân Mobile mơ sướng nói riêng và tất cả các bạn Liên Quân Mobile nói chung có một năm mới an khang thịnh vượng, cha mẹ ông ba bố mẹ thật là có một sức khỏe dồi dào các bạn nhé. Còn bây giờ thì Lao sẽ cố gắng tập trung cao độ để đánh một trận Nagarot phún đám các bạn nhé, để có thể là ủi mật điểm phá này tiếc thế nhỉ. Một trận Nagarot phun đám dành tặng các bạn năm mới. Tại vì sao như bạn nói là anh ơi mông tại sao không đánh con khác đi suốt ngày đánh ná? Bởi vì con ná phiên bản này rất là mạnh. Anh muốn nhấn mạnh cho tất cả các em các bạn hoặc các anh các chị biết con ná ở trong phiên bản này nó cực kỳ mạnh bởi chiêu một của nó được fix này các bạn nhé. Đấy. Rồi mảnh Blueo đang con cầm theo Anat và đi đường dưới và Gidu đã kết hàng của mảnh Blueo lêu đó các bạn nhé. Đấy. Thực sự là sau cái màn tải hợp lại thì rất nhiều bạn comment là anh ơi, anh thử làm cái clip là anh mảnh fit bởi vì là anh mảnh với mảnh Blue là hay có cái kiểu là fit màng gánh tim. Thì bây giờ là mảnh Blue sẽ đóng trong nhân vật chính là sẽ cố gắng kiểu giả vơ fit các bạn, là chúng cố tinh, cái này là cố tinh các bạn nhé. Mày sẽ cố tinh có làm cái gì đấy gọi là một là không tham gia trong combat giao tranh, hai là một cái gì đấy thì sẽ để cho mình có cái gánh hay không. Rồi ngồi không giết được không, rồi chắc chắn không đủ đam thôi, và nên mình tệ thôi đấy. Và các bạn ơi đừng quên rằng là shop mơ sương.vn chắc chắn là một nơi mua nick uy tín hàng đầu Việt Nam. Và các bạn đừng quên rằng nếu các bạn có nhu cầu muốn đổi ác hoặc là mua nick mới thì các bạn đừng quên rằng shop mơ sương.vn là lựa chọn hàng đầu của tất cả các bạn nhé. Hãy giúp cho Lao có một cái Tết thật là tuyệt vời, thực sự cũng chả tuyệt vời gì làm đâu, bởi vì nick giảm 40%. Nick giảm 40% các bạn ạ, nó quá rẻ luôn á. Rồi ôi cái pha này kém gần chết kìa. Đấy, đầu tiên thì vẫn chả có gì thì Lao sẽ phá một chút các bạn nhá. Khi có thêm một cái thường xuyên phá thì Lao sẽ mua cho tất cả các bạn một cái bản nhạc vào mùng 1 Tết các bạn nhá. Hôm nay là mùng 1 Tết rồi. Thì bây giờ ngày hôm nay clip này Lao sẽ mua tất cả các bạn một tần Nagarot theo một cái phiên bản nhạc Tết 2020. Là nắm cánh tí hay là nắm tí đó mình quên tên rồi, mình chả để ý Tết nắm này là nắm gì tí các bạn. Cứ nôm na sẽ có cái bản nhạc mang tên là Na Tí. Đấy, rồi.
mình tập trung phám nhá. Bên kia sẽ là nói chung là mình sẽ không hướng dẫn nhiều mà mình sẽ tập trung là gọi là tập trung đánh cái trận đấu này. Rồi Lưu Bố thất máu rát lao lên và chắc chắn mình sẽ có một màn của anh Lưu. Ôi rồi xong rồi, không bắt được Lưu Bố rồi. Rồi xong rồi Liêm, ôi rồi cái gì mà khó khăn thế. Ui rồi giết anh Lưu Bố này mà khó vậy á. Mông một cái kiểu gì mà kiểu nhìn khó thật các bạn ạ. Rồi đấy là thứ hai là. À hiện tại thì tí mình cũng có một chút là ăn được hai mảng rồi. Đấy. Rồi vẫn quay về pha một chút thôi, không có vấn đề gì cả. À các bạn ơi cho lao nào một chút nè. Nếu các bạn mà có xem clip này rồi ấy, các bạn lỡ xem đấy, thì mình hy vọng các bạn có thể là nắm mở dùng ra dành cho nhau những cái câu chúc thật tuyệt vời. Đấy rồi, một mạng, hay quá. Hy vọng năm mới chúng ta có thể dành cho nhau những cái cấu trúc có thể là rất là ý nghĩa. Và cho La là xin chúc tất cả các bạn những gì tuyệt vời nhất các bạn nhé. Rồi Lưu Bố bật chưa ba này, lao lên này, ngủ không đi ăn sáu này, mình sẽ lui ra một chút này. Đây chơi một chút nhá, chơi một chút rồi chưa có chưa ba thì chắc lao không vào được. Thôi tập trung về phàm thôi. Hiện tại mình phút thứ 6 ở trong game nhưng vẫn chưa có gì kiểu gọi là đột biến cảm. Nhưng chắc chắn phút thứ 8 thì bắt đầu mình mới bắt đầu gọi là cho các bạn nghe cái bản nhạc mang tên là Lacklot tí 2020 các bạn nhé. Gọi là Nagrod cánh tí đi. Đấy một bản nhạc cực kỳ hay, ba lép các bạn nhé. Rồi mảnh blue đang phám rất là tích cực và hiện tại thì có được 3 cá vàng. Rất là hay. Tuyệt vời. Hai cá tám vàng nhá. Rồi con rác các bạn nhé. Rồi xúc. Đây ra đây để các bạn. Ui giời. Một cái pha nhảy như thế này nó có gọi là đẹp hack nào có tuyệt vời không mà các bạn. Mình biết con rác nó sẽ lao vào zone lao mà, cho nên mình sẽ lui nhảy một phát mình bay vào. À, play cực kỳ tuyệt vời. Rồi, Esu chạy được không? Rồi, ui rồi ơi. Năm mới mà thằng Nagrod đập mặt vô tường thì nay thì chắc là phải đi bệnh viện răng hàm mặt. Ui rồi, hỏng rồi. Bản nhạc gì đấy? Bản nhạc này bản nhạc ná tỉ à? Ná tỉ của nay thì vẫn ui rồi đập mặt vô tường. Chán thật là các bạn à. Thật là không thể tin được mình có thể đập mặt được vào tường cái phá đấy ạ. Rồi chào anh chạy khoản đấy, chạy em chạy 10.000 đấy, quá tuyệt vời. 6-1 dành cho mình. Hiện tại đi vật chứ có gì rồi. Trời ơi, mình không cốn được thằng cú mảnh là em nghe em fit cho anh mà nó đánh hay như vậy ạ. Chán thằng mảnh thật đấy. Đó là anh ơi để em fit cho anh game này anh gánh nhá. Rồi ngồi không chắc chắn thêm một mạng nữa cho mình, quá tuyệt vời. 7-1 không. Đấy và cái lượng màng của mình thì bằng tổng 5 người team địch đáng giết đó các bạn. Trời ơi mình không cố được thằng mảnh kìa. Thằng mảnh ở cái này phút fit cho anh mà sao lại không thể fit gì cả nhỉ. Rồi mảnh bơ lêu để bơ nổi sóng. Rồi mảnh bơ lêu chết rồi các bạn nhá. Rồi tốt tiệp này. Rát này. Nói chung cử bây dư là full đám các bạn. Full đám mới sẽ một combo giết được một mảng các bạn nhá. Chắc chắn một combo không bao giờ nhiều được ạ. Đấy, với lại các bạn ơi, nếu đâu xuân năm mới, các bạn nếu thích cách kiểu là nói chuyện này của mình ấy, thì các bạn hãy tích cực comment giúp Lao nhá. Để Lao cố gắng là phát triển, ngoài hướng dẫn cho tất cả các bạn những cái kỹ năng cầm đánh chơi game. Ngoài cũng có sóng đó, đây, trời, sóng đó Lao cũng có thể là có một chút giải trí stress dành cho tất cả các bạn xem clip của Lao. Và hy vọng các bạn, nếu mà các bạn đã xem rồi thì các bạn hãy giúp cho Lao một nút comment nhá. Đấy. Và đừng quên nếu các bạn có anh em bạn bè hay cô dì chú bác ông ba, nếu mà có ai mà muốn mua nick liên quấn ấy thì đừng quên là giới thiệu giúp cho Lao. Nói là ông ơi ông muốn mua nick liên quấn à, đấy cháu có một cái địa chỉ rất là tím cầy, và nếu mà ông mà mua nick sai ấy thì sẽ được đền 200% giá trị cái nick đấy. Chẳng hạn nếu mà ông đẩy giá ông chơi mua nick 10 triệu ấy, nếu mà sai nick một phát thì ông nhận được 20 triệu, một cái pha đầu tư nó có lời luôn đấy. Hoặc là chủ của gì cô bác nếu mà thích mà mua thì có thể là vào shop mơ sương .vn của anh mơ sương ấy, thế uy tín vai chay ạ. Và không phải là đấy, nó lên tao một tiền mua nick đâu. Ôi chỉ 10.000 thôi, 10.000 nha, nạp vào nhá, quay cái vòng quay may mắn nhá, một phát được cái nick 40-50 tưởng nhá, là ngón vai chay ạ. Rồi tiếp theo như nào ạ? Ui rồi nếu mà bạn nào nhá mà có cái kiểu mà kiểu mà không có tiền nữa thì các bạn vào đến mùng 1 nhá. À, ngày mùng 1 nhá, ngày hôm nay nhá, các bạn đăng nhập trong Lao tầm 200 người sẽ được cổng ly si ngay 10.000. trong shop các bạn quay sẽ đó, cái bạn này đẹp vậy đây. Lao lên mơ sữa cân nết, mơ sữa cân nết, lao lên đây. May mảnh ơi, mảnh đâu rồi? Ui rồi mảnh mảnh đâu nhở? Ui rồi không giết ai, giết một thằng mảnh mảnh bù lếu em của mình các bạn. Bọn thằng ác vậy á, nó không giết ai, nó giết một thằng mảnh bù lếu của mình các bạn. Nó bọn thằng ác thật á.
Nó hiện tại thì nó có cái đĩa là 11.2 các bạn nhé. À cái màng đầu tiên cái phát này là bị lag nhá. Chứ không như bản này, ê thì mười sướng chết một màng kìa, lêu, mệt lắm. Đấy, à, cái phá này là đầu game lao kiểu là bị lag một phát cho nên mình quay cái clip hơi chậm một chút. Rồi, bây giờ thì lao đang còn phân vấn không biết nên lên cái đồ đánh gì đấy. Thôi có lẽ lên thành kiếm full đám các bạn nhá. Lao sẽ chơi full đám game này các bạn. Bây giờ lao sẽ nhảy một phát cả một màng, đây cái phá này, một phát. Ui dồi, các bạn ấy được hái chè đúng không ạ? Không đến hái chè, một chèm 2.800 màu chỉ mà. Nó ác như vậy các bạn, cái lường đảo nó rất là thủn như vậy đấy. Đấy, đầu số năm mới thì mù ná để dành tặng cho tất cả các bạn có một năm mới cho rất vui vẻ. Các bạn xem clip của Mưa Sướng, các bạn cảm thấy vui thì một năm các bạn sẽ vui vẻ. Nếu các bạn cảm giác xem clip của Lao thấy tuyệt vời thì một năm các bạn sẽ rất là tuyệt vời. Còn nếu mà các bạn xem clip của Lao, các bạn mà có comment cho Lao thì cả năm nay Lao sẽ được nhận rất nhiều comment của các bạn. Cho nên hy vọng đầu năm mới chúng ta hãy dành những yêu thương cho nhau, dành những tình cảm đặc sắc nhất cho nhau. Và dành nói chung là mình không biết có gì, nhưng mà ngoài chúng mình dành hết tất cả các bạn, tất cả những cái con chim, à những cái con tím của mình dành tặng cho tất cả các bạn thôi. Đấy, cho nên là tẩm đập chết luôn, như rạt lại một combo đi luôn. Ồ, đùa đấy anh ấy, em chiều anh đấy. Đấy, ná của mình vẫn như vậy thôi, vù như cần, nói chung vẫn không có gì tiến bộ. Và cũng chẳng có gì mà tụt bậc cả, kỹ năng và tinh đồ thì vẫn vậy. Ôi giời ơi, vừa nói xong tàu chan thật đấy, lại một cái phá mù mắt. Ôi tại sao giàu dư mình hay đập mặt vào tường nhỉ, chan thật đấy, thật là không còn gì để ôi giời ơi, mù mắt mồng một ạ. Rồi mồng một đập mặt vào tường thì cả nắm nó đập mặt vào tường rồi. Năm này thì kiểu gì mà mình trả công con ná đập mặt vào tường các bạn. Ôi giời, đầu xuân năm mới mà tại sao lại như thế này hả rơi. Ôi giời, mồng một Tết mà đập mặt vào tường thì này thì ai chơi. Tao đập bị chết luôn nhỉ. Rồi ok, let's go. Ôi giời, một kèm thì này thì ai đỡ cái nồi ạ. Ôi giời, double tail rồi. Để các bạn, đầu xuân năm mới nó đập mặt vào tường má phát lần các bạn. Trong một trận đấu mà đập mặt vào tường ba phát thì con răng ham mặt kiểu gì nữa hả thằng Na? Quả này con Na cái rốt của Mưa Sướng nó sẽ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy các bạn ạ. Sẽ phải đi đến những cơ sở răng ham mặt để thay lại cho bộ răng để cho mặt đập vào tường như vậy. Thì thật ai mới chịu cho nổi ạ. Rồi Lao nghỉ clip để kết thúc rồi, và cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn ơi, mai yêu, bye bye.